Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu tại Đại hội Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Thành phố Hưng Yên chưa giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang công trình thủy lợi. Trường Tiểu học Yên Phú 2, huyện Yên Mỹ chống cận thị cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp hội kết nạp được 43 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hội lên 1.124 hội viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục các hội viên gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, tham gia các hoạt động nghĩa tình được hội chú trọng quan tâm thực hiện. 5 năm qua, hội đã phối hợp với các cấp, các ngành và gia đình thông tin, tìm hiểu và đưa được 48 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà, tổ chức thăm 150 lượt các thân nhân liệt sĩ và các thương binh chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị với số tiền 45 triệu đồng, thăm hỏi giúp đỡ 158 lượt hội viên với số tiền trên 80 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 12 ngôi nhà tình nghĩa với số tiền 560 triệu đồng, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tặng 15 sổ tiết kiệm cho 15 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 55 triệu đồng. Phát biểu chúc mừng đại hội và thể hiện sự tri ân trước những cống hiến lớn lao, sự hy sinh mất mát của các cán bộ chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đời đời ghi nhớ những công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người chiến sĩ cách mạng kiên trung quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, các hội viên của hội tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường, nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương và đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng phát triển quê hương. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta để ra sức thi đua học tập, lao động xây dựng quê hương, tàu đẹp. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công, để người có công kịp thời được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước. Nhân dịp này, Đại hội đã bầu Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy được mời làm chủ tịch danh dự của hội. Đồng chí Vũ Văn Toàn tái đắc cử làm chủ tịch hội. Đồng thời bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 17 đồng chí. Chiều nay, Liên ngành tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận giải quyết và quản lý tin báo tố giác về tội phạm và ký kết quy chế phối hợp năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 10 năm thực hiện quy chế phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp ở tỉnh ta đã khởi tố hơn 9.000 vụ, Viện Kiểm sát đã truy tố hơn 6.000 vụ và tòa án đã xét xử gần 7.000 vụ và hơn 13.000 bị cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phối hợp tiếp nhận giải quyết tin báo của liên ngành còn một số hạn chế như việc thực hiện gửi báo cáo định kỳ của một số cơ quan liên ngành đến cơ quan thường trực còn chậm, chưa đầy đủ và đúng thời hạn. Nội dung báo cáo chủ yếu về số lượng chưa phản ánh được các nội dung tố giác, vẫn còn một số tin báo còn chậm so với quy định, một số tin báo đã xử lý, giải quyết nhưng vẫn chưa thông báo kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết biết. Tại hội nghị, 13 cơ quan đã ký kết quy chế phối hợp năm 2018.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi ngành cần có biện pháp hữu hiệu, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế và cần tập trung thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và ý thức đấu tranh phòng chống vi phạm tội phạm, kịp thời xác minh, làm rõ và phối hợp xử lý theo thẩm quyền các thông tin về vi phạm, tội phạm do nhân dân cung cấp hoặc do các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 13 năm 2017-2018. Tới dự có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên, tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ ngày 19 tháng 6 năm 2017 đến ngày 20 tháng 9 năm 2018. Ban tổ chức đã nhận được trên 1.500 tác phẩm với 5 loại hình báo chí. Sau vòng chấm sơ khảo, Ban giám khảo đã chọn được 81 tác phẩm vào vòng chung khảo và chọn được 76 tác phẩm xuất sắc để vinh danh trao giải. Trong đó có một giải đặc biệt thuộc về kênh VTC16, 3 giải A, 13 giải B, 27 giải C và 32 giải khuyến khích. Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên gửi dự thi một phim tài liệu Linh hồn làng Tiên Quán của tác giả Ngọc Anh, Minh Đức. Phim đã đoạt giải khuyến khích của cuộc thi. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 11, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động từ năm 2015 đến năm 2017. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Cùng tham gia đoàn giám sát còn có đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn đã tiến hành giám sát công ty điện lực Hưng Yên, công ty xăng dầu P12 và công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long. Qua giám sát, các doanh nghiệp này về cơ bản đều đảm bảo tốt các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn thương tích, trang cấp đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho công nhân, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, sơ cứu người bị nạn và có lắp thiết bị quan trắc môi trường lao động. Tuy nhiên, công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long vẫn còn tồn tại một số hạn chế như vấn đề xảy ra tai nạn lao động, phòng y tế chăm sóc sức khỏe cho công nhân chưa đạt chuẩn, tiếng ồn và bụi công nghiệp tại nơi làm việc còn ở mức cao. Đoàn giám sát đã tổng hợp kết quả làm việc và lập báo cáo trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để tỉnh có biện pháp chỉ đạo điều hành giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề chủ động phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành lao động thương binh và xã hội phải phát huy vai trò nòng cốt tham mưu, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới của tỉnh. Các sở ngành đoàn thể tỉnh và các địa phương phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giới cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nam giới trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và cống hiến, xây dựng và thực hiện mô hình tư vấn hỗ trợ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường bảo vệ, đảm bảo quyền cho phụ nữ và trẻ em. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh trao tiền bảo trợ dài hạn cho 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em là 5 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về một dự án luật rất được quan tâm là dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia. Thảo luận tại hội trường, đại biểu đặt vấn đề và nhấn mạnh đến lúc phải đưa đất nước ra khỏi vị trí hàng đầu không mấy tốt đẹp về tiêu thụ rượu bia. Đại biểu dẫn số liệu cho thấy mỗi ngày tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia gây tổn thất 250 tỷ đồng, chưa kể hậu quả nặng nề và lâu dài cho xã hội là không thể đo đếm được. Tuy nhiên, đại biểu nhận định rằng đặt vấn đề rượu bia có hại là thiếu hợp lý vì rượu bia chỉ có hại khi uống quá chén, sử dụng những sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Từ đó, đại biểu cho rằng đối tượng chịu tác động của luật là người sản xuất phải đảm bảo chất lượng, người sử dụng phải có ý thức. Đại biểu cũng nhấn mạnh tự luật không cấm rượu bia mà phòng chống các tác hại của rượu bia đối với sức khỏe. Bởi vậy, mục đích của luật là ngăn lạm dụng chứ không ngăn sử dụng. Tán đồng quan điểm này, các ý kiến cũng cho rằng dù khó khăn, dù ảnh hưởng đến nguồn thu, luật này vẫn phải quyết tâm hoàn thành vì sức khỏe tương lai người Việt. Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng dự định cấm bán rượu bia trên Internet là lợi bất cập hại, vừa trái luật vừa trái chủ trương của chính phủ trong thời đại 4.0. Hơn nữa, bia và rượu là hai mặt hàng hoàn toàn khác nhau, không thể đưa ra một bộ khung pháp lý để chế tài giống nhau. Rượu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, còn bia thì không. Quản lý bán hàng trên mạng cũng giúp cơ quan nhà nước bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn, hạn chế việc bảo vệ bán rượu bia cho trẻ em. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công. Dự thảo luật trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp này tập trung sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến 3 nhóm chính sách chủ yếu, bao gồm nhóm chính sách về quy định chung, nhóm chính sách về quản lý dự án, nhóm chính sách về quản lý kế hoạch đầu tư công. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ đã huy động được gần 160 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước là gần 60 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đạt gần 100 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn mới khang trang như xã Tân Lập đầu tư trên 3 tỷ đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, xã Thanh Long đầu tư 1,3 tỷ đồng, làm đường giao thông nông thôn, thị trấn Yên Mỹ đầu tư xây dựng thêm nhiều lớp học, phòng chức năng. Đến nay, toàn huyện có 7 trên 16 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Bình quân, mỗi xã đạt 18,1 tiêu chí nông thôn mới. Do chưa vào cuộc giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang công trình thủy lợi, nên đến nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn còn nhiều điểm vi phạm chưa được giải quyết. Điển hình như sông Hòa Bình thuộc địa phận xã Trung Nghĩa, sông Cửa Gàn thuộc địa phận xã Liên Phương, hệ thống mương thuộc địa phận xóm Hà xã Hồng Nam, vân vân. Có tổng số hàng trăm hộ gia đình lấn chiếm để cơi nới xây dựng nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Vi phạm trên không chỉ làm thu hẹp diện tích dòng chảy, mà các hộ này còn xả trực tiếp rác thải, nước sinh hoạt, chất thải chăn nuôi ra hệ thống thủy lợi, làm cho hệ thống bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn tới môi trường. Đặc biệt là sản xuất của bà con do không thể lấy nước để phục vụ sản xuất. Vi phạm trên tồn tại từ lâu và mặc dù nhân dân đã phản ánh nhiều lần lên chính quyền địa phương, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm 2018. Đây là năm thứ ba ngành giáo dục và đào tạo hưởng ứng phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Tại hội nghị, 51 nhà giáo tiêu biểu đã được Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương. Đây là những thầy cô không chỉ là những tấm gương xuất sắc trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, mà còn truyền cảm hứng, đam mê học tập, sáng tạo, hướng dẫn cách tiếp cận để học sinh không ngừng học hỏi, khám phá tri thức. Tiêu biểu như cô Đặng Thanh Hải, trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục, có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học bộ môn toán, tỷ lệ học sinh đỗ đại học luôn đạt trên 90%. Hay thầy giáo Hoàng Thành Trung, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu, năm nào cũng có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, 6 năm liên tiếp là chiến sĩ thi đua. Nhận thức được tầm quan trọng của đôi mắt tới sức khỏe, học tập của các em học sinh, từ năm học trở lại đây, trường tiểu học Yên Phú 2 xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã có nhiều giải pháp bảo vệ đôi mắt cho các em. Được ban giám hiệu trường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các biện pháp bảo vệ đôi mắt cho con em mình, chống bệnh cận thị, nên gia đình anh Đỗ Xuân Đức là phụ huynh có hai con hiện đang theo học tại trường đã chú trọng điều chỉnh các học tập tại nhà cho con, đảm bảo khoa học,
chống các bệnh về mắt. Được nhà trường phổ biến về gia đình thì tôi cũng dạy dỗ các con khi mà tư thế ngồi học của con thì con phải ngồi đúng tư thế. Buổi tối thì tôi sử dụng đèn, còn ngày thì các cháu sử dụng ánh sáng tự nhiên. Uốn nắn con là không nên sử dụng máy tính nhiều. Hết giờ học thì là tôi cũng cho cháu đi tham gia cầu lông, rồi là bóng đá để cho các con nó được vui chơi. Trường tiểu học Yên Phú 2 có gần 500 học sinh. Những năm học trước nhà trường có từ 18 đến 20 em bị cận thị về mắt, làm ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, sinh hoạt của các em. Hiểu được tác hại đó, từ năm học 2016-2017, 2017-2018, trường tiểu học Yên Phú 2 đã trang bị bàn ghế phù hợp với độ tuổi, ánh sáng, bảng viết chống lóa cho 100% các lớp học. Hàng năm, nhà trường chúng tôi tổ chức khám chữa bệnh cho các cháu một năm là 3 lần, vào đầu năm học, giữa năm học và cuối năm học để kiểm tra sức khỏe, cân đo, cân nặng, chiều cao, cũng như là kiểm tra về mắt và các bệnh về răng miệng trong học đường cho các cháu. Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về gia đình, đó là hướng dẫn các em các tư thế ngồi học ngay ngắn để đảm bảo chống cong vẹo cột sống cũng như là ảnh hưởng các bệnh về mắt. Sau đó thì nhà trường còn tổ chức tuyên truyền về vấn đề ăn uống, cung cấp đầy đủ vitamin A để giúp cho các cháu có những đôi mắt khỏe mạnh hơn. Và khi phát hiện những cháu mà có dấu hiệu về các bệnh về mắt thì chúng tôi đã viết sổ y tế và để triển khai và thông báo tới gia đình để gia đình có các cái biện pháp đưa các cháu đi khám bệnh sớm để phát hiện bệnh và điều trị bệnh kịp thời. Tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, tới học sinh, tới phụ huynh học sinh. Uốn nắn thường xuyên tư thế ngồi viết cho các em. Giáo viên phải thay đổi vị trí chỗ ngồi cho học sinh. Nhà trường ở đây trong năm qua cũng đã phối kết hợp với bệnh viện mắt về khám cho các em và thông báo tới cái kết quả đó với gia đình để gia đình có cái biện pháp cùng với nhà trường ngăn chặn cái bệnh của về mắt cho các cháu. Nhờ áp dụng các biện pháp trên mà đến năm học này, tỷ lệ học sinh mắc các bệnh về mắt đã giảm hẳn. Hiện chỉ còn 10 em mắc tật cận thị, chiếm 2% tổng số học sinh toàn trường. Nhằm đổi mới phương pháp giáo dục, đồng thời giúp em học sinh phát huy sở thích khả năng của bản thân, có cơ hội ứng dụng kiến thức vào thực tế, Trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh huyện Văn Giang đã thành lập và cho ra mắt 4 câu lạc bộ học tập theo phương thức ngoại khóa là Toán, Văn, Tiếng Anh và STEAM. Các câu lạc bộ này đã thu hút 100% các em học sinh trong trường tham gia hoạt động theo chủ đề. Tại các buổi sinh hoạt, các em sẽ được sáng tạo, khám phá, phát huy hết khả năng sẵn có của mình, có điều kiện để thử nghiệm áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, qua đó giúp các em hiểu sâu hơn, rộng hơn về bài học, được trải nghiệm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, có thêm kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm trong học tập. Ngoài ra các em còn được hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch nghiên cứu, thực hiện các ý tưởng. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, lý thú dành cho các em yêu thích bộ môn, giúp các em học tập một cách thú vị theo phương thức học mà chơi, chơi mà học, tạo tinh thần thoải mái và ham thích mỗi khi đến trường. Thưa quý vị và các bạn, nhập nhèm về nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụng, nhưng những thang thuốc đông y vỉa hè vẫn đang được rất nhiều người dân mua về sử dụng. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại một ngã ba đường tại thôn Phương Trung, xã Phương Triều và một góc của chợ đầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Vào mỗi chợ phiên, hai ngày cuối tuần, những người này lại xuất hiện ngang nhiên bày bán những rễ cây, lá cây khô, quả khô. Không có bất cứ thông tin gì, các loại thuốc này được quảng cáo chữa khỏi đủ thứ bệnh như dạ dày, thấp khớp, nóng gan, viêm xoang, đau đầu. Một thang thuốc có giá dao động từ 50.000 đến 150.000 đồng. Điểm chung của những thế lăng này là đều quảng cáo thuốc mình bán là thuốc gia truyền và không có giấy phép hay bất cứ chứng chỉ hành nghề nào. Nhiều người dân sau khi bắt mạch thì đã tin và mua thuốc mà không suy xét đến nguồn gốc xuất xứ của thuốc và những người làm mặt này. Hiệu quả của những thang thuốc này chưa được kiểm chứng, nên người bệnh hãy là những người tiêu dùng thông thái để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, tránh để xảy ra tình trạng tiền mất, tật mang. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Giang phối hợp với Trung tâm Y tế Văn Giang tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam.
Tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, đoàn y bác sĩ đã lập phiếu khám đo huyết áp, mạch, điện tim, siêu âm và khám một số bệnh thông thường, đồng thời tư vấn sức khỏe, hướng dẫn, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng hợp lý nhằm giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Các đối tượng đến khám còn nhận một số loại thuốc bổ trị giá 100.000 đồng. Tổng số tiền khám và hỗ trợ đợt này là trên 35 triệu đồng.